Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay, mưa dông đã giảm rõ rệt ở khu vực miền Trung. Trên ảnh mây vệ tinh không còn thấy mây dông phát triển đậm đặc và chút mưa to như là chiều qua nữa. Đến chiều nay, chỉ cục bộ ở vùng núi của Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng như là Khánh Hòa, Ninh Thuận là có mây ẩm phát triển và gây mưa. Dự báo sang ngày mai, mưa cũng không nhiều, chỉ xảy ra về chiều tối ở một vài nơi thuộc khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Trong ngày, trời sẽ có nắng nhiều hơn. Dự báo nhiệt độ cao nhất toàn miền Trung trong khoảng 31 đến 34 độ. Trong khi đó, ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông vẫn tiếp tục xảy ra vào chiều và chiều tối mai. Cảnh báo xuất hiện những điểm mưa to tập trung ở khu vực Tây Nguyên cũng như là miền Đông Nam Bộ. Lưu ý 30 phút đầu cơn dông cần đề phòng dông sét và gió giật mạnh đi kèm. Trước đó buổi sáng và trưa mai, hai khu vực này vẫn có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa 28-29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ 31-34 độ. Bắc Bộ đêm nay và ngày mai cũng tiếp tục có mưa dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Trong đó vùng núi Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ sang đến phía Tây Bắc Bộ sẽ là những nơi mà có mưa vừa mưa to, có nơi có thể đạt trên 100mm. Đề phòng lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Vùng đồng bằng thì mưa ít hơn, chủ yếu là lượng mưa dưới 50mm. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa, ngày mai trời nắng, gió ổn định khoảng cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa trên 10km. Trái lại huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông, đề phòng kèm theo cả lốc xoáy. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.